Chào các bạn, mình tên Thảo, đến từ khoa truyền thông năm thứ nhất của trường đại học Con Cúc. Chào các bạn, mình là Hương, hiện tại mình đang là sinh viên học tiếng của trường đại học Con Cúc. Hôm nay bọn mình sẽ cùng với cây Trend để giới thiệu về ngôi trường của chúng mình đang học. Bây giờ chúng mình bắt đầu nha. Xin chào các bạn, đây là thư viện của trường mình. Đây là nơi để mọi người học tập sau cái giờ học ở trên trường. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tham quan thư viện một chút. Sau đó bọn mình sẽ cùng nhau thảo luận và nói cho các bạn biết các thông tin liên quan đến trường Con Cúc để các bạn tham khảo nhé. Bây giờ chúng mình đi nào. Hồi nãy chúng mình đã cùng nhau tham quan thư viện của trường Con Cúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về những kinh nghiệm của bọn mình khi mà bọn mình nhập học ở trường ha. Như các bạn cũng đã biết thì mình đang học khoa môn hoa Content 2 hôm qua của trường. Thì khi mà mình chọn trường này á, vì trường nằm trong top 1% visa, cho nên là vấn đề visa được giải quyết rất là dễ dàng. Và trường cũng là một trường có tiếng, cho nên là cái bằng tốt nghiệp của mình sẽ có giá trị hơn sau khi ra trường. Còn mình thì lý do đầu tiên mình chọn trường vì sau khi học tiếng sau mình sẽ chọn ngành truyền thông làm chuyên ngành chính, và Con Cúc là một trong những trường nổi tiếng tại Hàn có chất lượng giáo dục hàng đầu về ngành truyền thông. Thứ hai, một điều mình thích của trường nữa tại vì trường Con Cúc có giáo trình học tiếng riêng và cũng đồng thời có rất là nhiều hoạt động ngoại khóa và học bổng dành cho sinh viên học tiếng. Thế nên là mình đã chọn trường làm điểm đến của mình khi qua Hàn. Một tip nữa cho các bạn là khi mà nộp hồ sơ vào học tiếng thì các bạn nên thông qua trung tâm để mà họ hỗ trợ cho các bạn, đồng thời tư vấn về những cái ví dụ giống như hồ sơ của bạn cần bổ sung những gì và quá trình như thế nào, họ sẽ hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất để mà bạn có thể qua Hàn một cách thuận lợi. Vì chị muốn học ngành truyền thông cho nên khi mà đăng ký vào đại học ngành truyền thông của trường ấy thì mình cần phải có TOEIC 4 trở lên thì mới có cơ hội để nhập học, tại vì cái độ cạnh tranh của ngành truyền thông khá là cao. Nhưng mà nếu mà chị có TOEIC 4 trở lên rồi thì khi mà vào học, nhập học kỳ học đầu tiên thì chị sẽ được nhận học bổng. Ví dụ như TOEIC 4 là 40%, TOEIC 5 là 50% và TOEIC 6 là 60% học bổng của trường. Dạ. Cái lên fighting. Vậy thì các bạn nào mà muốn đăng ký nhập học, nộp hồ sơ vào khoa truyền thông của trường Con Cúc thì các bạn hãy tham khảo các tiết mà bạn Thảo vừa nói trên nhé. Vậy bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bảo tàng của trường mình. Các bạn có thấy nó quen không? Đây là nơi mà đã quay rất nhiều bộ phim như là Yêu Tinh, Người Đẹp Can Nam. Và nếu như các bạn có hứng thú với lại idol hay diễn viên thì cũng có thể lựa chọn trường mình là một trong số các ưu tiên, bởi vì trường mình đã là nơi tốt nghiệp của rất là nhiều idol nổi tiếng. Ví dụ giống như là Shiny, Minho, Bangtan Sonyeondan Jin và Girls' Day Haejin. Mình nghĩ rằng nếu như các bạn được học chung một ngôi trường với idol yêu thích của mình thì sẽ rất là tuyệt đó. Hiện tại chúng mình đang ở khu ký túc xá của trường đại học Con Cúc. Tổng cộng ở đây gồm có 7 tòa và sinh viên Việt Nam thường sẽ được bố trí vào 2 tòa nam nữ riêng biệt. Các bạn nếu như ở ký túc xá Con Cúc thì sẽ có rất là nhiều tiện ích, ví dụ giống như là nhà ăn sinh viên, cửa hàng tiện lợi, tiệm cắt tóc, quán cà phê, quán ăn và tiệm văn phòng phẩm, có cả phòng tự học dành cho sinh viên nữa.
Nếu như các bạn đi theo dạng du học thì sẽ được đăng ký cùng chung với lại bữa ăn, gồm có bữa sáng và bữa tối dành cho tất cả mọi ngày và bữa trưa vào ngày cuối tuần. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng đi tham quan một phòng ký túc xá điển hình của Con Cúc nhé. Bắt đầu nè. Thì như các bạn cũng thấy, khi mà sinh viên chuyển vào, tất cả mọi thứ đã được trang bị đầy đủ. Mỗi học sinh sẽ được trang bị giường, đệm, tủ, bàn học, wifi có sẵn. Đồng thời trong phòng cũng có một cái tủ lạnh mini, có cả sẵn cả nhà vệ sinh và một tủ quần áo khá là rộng. Khi mà các bạn là du học sinh Việt Nam sang Con Cúc thì các bạn phải ở trong ký túc xá trong vòng 6 tháng đầu. Và đây là người bạn cùng phòng của mình. Và hy vọng các bạn khi mà qua đến Con Cúc thì cũng có thể tìm kiếm được một người bạn cùng phòng hợp ý với mình, và sau đó sẽ trở thành những người bạn thân thiết giống như mình bây giờ. Đây là phòng tập gym của ký túc xá tại trường Con Cúc. Phí đăng ký rất là rẻ, chỉ có 10.000 won một tháng thôi. Nhưng cái này chỉ dành riêng cho các sinh viên đang ở tại ký túc xá. Thế nên là các bạn nào vừa muốn giữ cho cơ thể khỏe mạnh mà kiểu không muốn tốn quá nhiều tiền thì cũng có thể cân nhắc điều này nha. Bây giờ hai chúng mình sẽ cùng nhau nói về quá trình học tập và cuộc sống tại trường Con Cúc ha. Về phần mình sẽ giới thiệu về quá trình học tiếng của mình. Đầu tiên đó là về chi phí. Đây có thể sẽ là một trong những điều mà các bạn băn khoăn nhất khi mà chọn trường để mà qua học tiếng. Thì đối với trường Con Cúc, một học kỳ sẽ tốn 1.700.000 won. Một học kỳ sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. Và các bạn sẽ học xuyên suốt từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Và như hồi nãy mình cũng đã nói, học tiếng tại Con Cúc có giáo trình riêng của trường, thế nên nó sẽ thực tiễn hơn nhiều và so với lại các giáo trình cũ khác. Đồng thời có một điều mình rất là thích tại trường Con Cúc, đó là trường có học bổng riêng dành cho sinh viên học tiếng. Một điều mà các trường khác ít có được. Có hai loại học bổng, đó là học bổng chuyên cần. Các bạn chỉ cần đi học đầy đủ, không đi trễ bữa nào thì các bạn sẽ được nhận học bổng 10%. Có một học bổng khác nữa, đó là học bổng đứng nhất lớp. Thông thường một lớp sẽ bao từ 10 cho đến 14 bạn. Sau các kỳ thi và các bài kiểm tra, trường sẽ tổng hợp điểm lại và người đứng nhất lớp sẽ nhận được học bổng 10% nữa. Và khi mà lên chuyên ngành thì các bạn sẽ nhận được học bổng GPA trên thang điểm 4.5, thì khi bạn đạt được trên 3 chấm thì sẽ nhận được 20% học bổng. 3.2 là 40%, 3.5 là 70% và 4 chấm là 100% học bổng của trường. Ngoài ra, khi mà bạn học chuyên ngành tại trường Con Cúc thì sẽ có phải học những môn phụ, nhưng ở trường Con Cúc sẽ có những cái môn học phụ dành riêng cho người nước ngoài để cho các bạn dễ dàng hoàn thành được tín chỉ và tạo điều kiện để cho các bạn tốt nghiệp một cách dễ dàng hơn. Vì là du học sinh sang đây cho nên khi mới sang thì tụi mình tiếng cũng không có, mà sống ở một đất nước khác thì rất là vất vả. Nhưng mà những giáo viên ở trong trường, ngoài cái vấn đề học tập thì những vấn đề cá nhân, nếu mà tụi mình muốn giải bày chia sẻ hay là cần sự hỗ trợ của những giáo viên thì những giáo viên đều rất là tận tâm để giúp đỡ chúng mình. Ví dụ giống như có một lần có khi mà mình học lớp 2, có một bạn trong lớp sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá thì đã có một vài rắc rối về vấn đề cọc tiền. Thì giáo viên của lớp mình đã hỗ trợ bạn ấy rất là nhiệt tình bằng cách liên hệ với lại bất động sản và chủ nhà để mà hỗ trợ cho bạn ấy về vấn đề tiền cọc, giúp cho bạn ấy không có bị thiệt hại về mặt kinh tế. Thêm một điểm mạnh nữa của trường Con Cúc đó là vị trí. Trường Con Cúc nằm ở rất là gần tàu điện ngầm thuộc tuyến số 2 và tuyến số 7. Thì đây đều là hai tuyến chính để có thể đi đến các khu trung tâm tại Seoul, ví dụ giống như là Gangnam hoặc Myeongdong. Và xung quanh trường đều có rất là nhiều khu tiện lợi, ví dụ giống như là bệnh viện nè, ngân hàng nè, siêu thị nè. Và quanh trường cũng đều có rất là nhiều khu ăn uống, mua sắm thuận tiện cho các bạn giải trí sau một ngày học tập vất vả. Thông thường thì ở Seoul những trường đại học sẽ có dốc rất là nhiều, nhưng trường mình thì địa hình bằng phẳng và dốc ít, cho nên là cái việc di chuyển
tới trường để học thì nó tiện lợi và nó dễ dàng, không khiến các bạn quá mệt khi mà di chuyển. Vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến tham quan trường Con Cút rồi. Mong rằng thông qua video này các bạn sẽ có thêm các thông tin hữu ích trong việc lựa chọn trường khi mà qua du học tại Hàn Quốc. Nếu các bạn thích video này thì hãy bấm like và subscribe kênh K-Trend nhé. Hy vọng là sẽ gặp được các bạn vào những học kỳ sau ở trường Đại học Con Cút. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeong.